thuyền qua, ta bước chung nhịp cầu. Cơn mưa hạnh phúc đã đưa mình đến bên nhau, cho hai chúng ta có một tình yêu nhiệm màu. Em đừng có xin tiền mừng cưới chưa vui, đêm nay ta sẽ đồng phòng hoa chung bao vui. Tranh thủ ra năm lần thêm cây đắng thôi nôi, xuân sắc em ơi hai ta lại nhất trần đời. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rượu giao môi, quà mừng xin lễ cao tai nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúng chung vui anh mang yêu quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng lòng bạc đầu. Giờ lành đã đến em ơi, đang tay càng rượu giao môi, quà mừng xin lễ cao tai nên duyên ngày ta có đôi. Bà còn đông đúng chung vui anh mang yêu quá rước dâu, bồi hồi nhân cưới trao tay hạnh phúc răng lòng bạc đầu. Chú ruột anh có mẹ ngày hạnh phúc các bạn con trai con gái là đoàn viên thứ nhất vun đắp cho tình cảm hai cháu vun đắp hai cháu một lần mong gái là vật trai và tôn trọng và đưa chồng sau chúng em hỏi trai chúc thành công nữa thì chúng ta cũng cùng bà bác kính chúc mạnh khỏe tiếp tục quan tâm và cùng với con trai thành công ý nghĩa ấm cúng thành công tiếp tục xây dựng hạnh phúc. Xin kính thưa các cụ công các bạn cùng toàn thể các em các chị và các bạn trẻ, thì báo cáo với các cụ công các bà là theo truyền thống các cụ ngày xưa là ăn hỏi là một cái dịp rất là quan trọng, đặc biệt là đối với hai bạn trẻ. Có thể nhà trai sẽ chính thức đưa ra lời cưới của hai cháu, có thể là trở thành vợ chồng và hai gia đình có thể chính thức trở thành hôn xã. Xin và tổ chức xin dâu và chính thức là Tuấn Anh rể của đại gia đình và đàn trai trân trọng mời công các bà về mặt đàn trai dự lễ cưới trọng ơn chúc mà khỏe chúc
gia đình ra đại gia đình ra thì bà con bà luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc, xây dựng các cháu thực sự trong năm hạnh phúc ở bản mong. Và thay mặt cho gia đình nhà gái cũng xin chấp thuận cái lời hỏi cưới để cho hai cháu có thể đón nhau cùng với hai gia đình về hôn trường của nhà trai để tổ chức cái buổi lễ thành hôn ấm cúng. Thì bây giờ tôi xin phép mở cái lễ chín bỏ là 10 này ra để tôi sẽ đây là lễ chín bỏ là 10 mà nhà trai đã chuẩn bị là 9 tờ ạ. Thế thì nhà gái chúng tôi sẽ chuẩn bị bỏ vào đây thêm một tờ nữa là đủ 10 ạ. Thì nó thành là 9 bỏ là 10 ạ. Và đây ạ. Và đây là để làm vốn cho các cháu ạ. Thế và cái lễ này thì nó có ý nghĩa thứ nhất là muốn gắn kết cái tình thông gia giữa hai gia đình là luôn gắn kết và bền chặt. Cái thứ hai nữa là muốn nói đến đôi bạn trẻ là trong cuộc sống thì hai bạn trẻ hôm nay đã chính thức là về chung một nhà. Thì trong cuộc sống thì hai bạn trẻ phải biết là luôn thương yêu này, luôn nhường nhịn, luôn biết chia sẻ, luôn biết tôn trọng nhau. Cho anh mượn đất anh trong vụ khoai, nắng che tay bước ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai, bằng chân năm ngón xinh ngoan xin. Em đi trong nắng chang chang dẫn xin anh trong sao thấy hoang mang, vì thương em nhất trong cái đám trai đang là anh, là anh chứ không ai. Chồng em trong tương lai mù có chính, cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài. Ơi em cô gái vân đào em ưng anh kết đục hồng pháo hoa. Hôn trường nhà trai, tôi xin được chính thức nhận cháu Tuấn Anh, cháu Đinh Tuấn Anh là con rể của ông bà Vân Loan, đồng thời là con, là cháu trong dòng họ Hoàng, họ Nguyễn trên Hàm Yên Tuyên Quang. Đồng thời gửi gắm và trao cháu Phương về làm dâu, làm con trong gia đình nhà ông bà Bảo Hằng cũng như là dòng họ mình tại Mỹ Đức, Hà Nội. Thay mặt cho gia đình,
một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn cũng như là chúc sức khỏe đến toàn thể các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị và các bạn. Kính thưa toàn thể hai họ, đặc biệt là kính thưa các bác, các chú, tổ dân phố Thị Tiêu, mà những người mà chứng kiến cháu Đinh Tân Anh từ khi còn cháu mơ cho đến lúc trưởng thành. Hôm nay họ là cha tôi thì vô cùng xúc động. Không biết nói gì hơn, trước tiên thì xin trân trọng cảm ơn và xin được kính chúc sức khỏe tất cả các cụ, các ông, các bà, bạn bè, thanh niên, nam nữ cùng với các bác, các anh, các chị ở tổ dân phố Thị Tiêu một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và đã đến chung vui với gia đình cũng như dự lễ thành hôn của hai cháu. Và giờ phút này chúng tôi cũng chính thức công nhận cháu Hoàng Thị Bích Phương là cháu dâu và là con của ông bà Bảo Hằng và là cháu dâu ở dòng họ Đinh và họ Hùng Tiến và họ Nguyễn ở Phủ Lưu Tế. Một lần nữa thì xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị cùng toàn thể bạn bè của hai cháu đã có những giây phút chung vui tại đây. Và giây phút này có lẽ sẽ đi mãi cuộc đời của hai cháu. Chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc và thật là bền lâu. Thank you.
còn nghèo ngõ lời giờ em cách xa. Nắng mưa bên ruộng đồng bao mùa tay chân lắm lẽ, dám đâu mơ mộng nhiều chỉ cần anh được gần em. Thời xuân thì con gái hoa nhân cũng như mây trời, làm sao đừng tiếc nuối em ơi. Ngoài kia nhiều phù phiếm xa qua có chi tranh giành, về đây tình nồng vẫn xây trong đời bên giới thiệu. Thái cúi chào đến từ đại gia đình thân yêu cùng với cô dâu và chú rể xin được ra mắt trước toàn thể quý vị. Xin một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, mời ngoan. Kính thưa các vị quan viên, hai họ và toàn thể các chú, các bác, bạn bè, anh em. Hôm nay đã bước trong thời gian đến chung vui với hai gia đình chúng tôi. Tôi không biết nói gì hơn, xin thay mặt cho hai gia đình xin chân thành cảm ơn các quý khách và chúc quý khách đến chúc phúc cho hai cháu, nâng ly rượu và chúc cho hạnh phúc cho các cháu được trăm năm bền vững. Xin chân trọng cảm ơn.